chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sanh. Như vầng trăng sáng lung linh soi đường ra khỏi u minh mê xuống. Thank you.
Thế cái cuộc đời Đức Phật, Phật sanh tại Ca Tỳ La Vệ, nay thuộc về lãnh thổ Nê Ban. Tiết sơn cao ngất mây ngàn, xuân về trong cảnh giang sang tươi hồng. Cả nước đưa mà bọn mà kính la, dân chúng hầu như đã thuần lương, đừng vô tình phản đường đường, chỉ vì vương quốc tới đang thái bình. Cả đất nước yên lành rất đổi, vua thuộc về dòng dõi Tích Ca. Đức bà Hoàng hậu Ma Gia thuộc hàng quyền vĩ trải qua bao đời. Trời gái vĩ là người thiện nghiệp, có nhân lành nhiều kiếp tu hành. Gái đức hạnh xứng danh vào hàng cha mẹ muôn nghìn lê dân. Nhân vào dịp kinh thành có lễ, vua tôi cùng hoài để vui ca. Bấy giờ Hoàng hậu Ma Gia vừa lên dâng lễ hương hoa điện thờ. Chiếm bao vừa đắng kể thánh hoàng tịnh phản cùng nghe. Đức vua an ủi vỗ về, luyện trường cõi trẻ liên tri luận bàn. Đặng hoàng hậu sinh hàng còn quý, tại dưng cao đứng trị vẹn toàn. Đức vua mừng rỡ vô vàng, rằm tháng tư trăng tròn vừa đến. Lâm thì ni tường uyển xinh tươi, trong khi hoàng hậu dạo chơi, bỗng nghe hoa ngã cương trời vô ưu. Đưa tay vai nâng niu đặng ngã, thái tử liền bần giang giang xin. Bây giờ khâm chôn kinh thành, bỗng những khi hậu mắt lành rặng ra. Buông cây cỏ đêm hoa kết trái, nước sông nguồn bồng tài cao thêm. Không trung chiêm hót vang rền, hào quang tỏa sáng khắp miền mười phương. Vô tình vạn vô cùng vui sướng, mời tiếng tri xem tương kỳ tài. Từ đà đoạn tương lai, rằng người tương tổ bấm mai đủ đầy. Thái tơ đô đức tài bận thánh, nhân tướng vua chẳng muôn chung nào. Chỉ vì như vậy mai sao ai người kế vị vua treo ngôi trời. Vua tình mang muốn dời định mệnh, nên thanh hoàng quyền định đặng tên. Di đàn ta nghĩa nổi lên, là người thành đàn ngôi trên vững vàng. Cái ngôi vị thánh hoàng em chỉ, là ngôi trời cai trị muôn dân. Đâu ngờ ngôi vị thánh nhân lại là ngôi phật xuân trần xưa nay. Riêng hoàng hậu sáu ngày sinh nở, chỉ bảy ngày sống ở trần gian. Nghĩ bên nhiệm vụ vô toàn, không còn nghiệp bao uống răng trầm luân. Sau khi rút sẵn thân vốn đại, bà vạn sanh với lại cõi trời. Cõi trời đau lỗi yên vui
tâm hồn trong sạch sông thời thanh cao. Vô tình phán liền trao tay tự cô ta mi dình như dưỡng nuôi. Mỗi ngày một lớn không rồi thân hình diễn máu ra người khôi ngô. Tài năng còn cơ hồ bồng lộ sức khỏe tôn đức độ ơn người thông minh trí tuệ tuyệt vời nghề văn nghiệm và học thời tinh thông. Lời dân ngăn đã ngưng thầy dạy nên nhiều đấy ngày cao lùi dù thầy giỏi nhớ được mãi chỉ đời dẫn là bói rảnh nghề. Mang do ta cận kỳ quyền quý là đường kim kê vị ngay vàng. Dù là thái tử cao sang không hề ngạo mạn quên quan kinh người. Vì lẽ ấy vua tôi yêu quý thần dân điều này vì tôn vinh càng yêu càng quý con mình. Cha càng thấy sự tình lo âu sợ cái cảnh mai sao thầy tự sẽ thành người tu sĩ xuân gian để thành vị phận như là nhân lời tiên đoan của nghe tư đàn nhận là thấy dần dạ con lớn thầy tử thường lặng lặng trầm tư in kỹ cười nói lòng lo sợ những lời tiên đoán sẽ đến hồi lĩnh ứng tương lai vua cha dùng kẻ trong ngoài truyền xây cung điện lâu đài ba nơi để lấy tự vui đời trạng lệ tạo tưng bừng như lệ quanh năm mà bao nhiêu mỹ nữ cũng tần chỉ mong phần đành tới chọn cho con được người nhan sáng con voi vua thiền vàng nhân hoàng nàng là công chúa tiên xe giá du đà la hiền hòa toán trang nàng nổi thế ngang vàng nhân đừng gỡ vua dọn đường và vâng cho con những mong hành vung ngôn nhân vợ con vô quý cầm chân được ngày sống giữa cảnh vui vầy vương vàng sơ vinh hoa hơn cả trần đời lòng ngày nặng triệu đêm ngày cho rằng anh vốn chân ngay vô thường chẳng nhiễm âm mà điền lệ lớn tại tự theo vua lớn ra đồng mùa xuân quanh đàn hương bần muôn nhân vui vẻ tầm đúng cái cày nhân cánh vật vô bài sinh tôn cảnh hoa về chim hoa hoa tươi bầu trời quen đèn rạng ngời gió xuân với vội nơi nơi hổ tình giữa cùng cánh thanh bình an lạc với tâm hồn rồi tên nhân gian đời đầy cảnh cô trái ngang bộ tướng vô ngã tìm tàn nguyện đau thời gian phải đẹp màu tươi sáng như thoảng quang anh mắt muôn người nóng dẫn leo khô dưới trời cháu bò quần quần tay người dán leo đi đổi lấy bó rau bạc gạo để làm điều đỡ đau bị hái ngày nhận đây ra rằng rằng tỏ đời bốn là bề gỗ bao la một tịnh lên bề vua cha ra thành quanh quẩn dạo qua một vòng đến cửa đông thấy người già càng đến bên đường mệnh lá còng lưng mang lòa tay đi ngắm ngừng chống đi từng bước xem chừng muốn xiêu đến cửa nam
gầm nhiều trưởng mạng, thấy một người bên tầng đường đau, nhìn người ra riêng lễ trào, toàn lòng đại tử bày cháu thương tình. Ra cửa tay lại nhìn người trên xác bên đường nhẹ nhớ tánh nói, rồi vô kiến đầu nắng mùi sẽ sinh gớm kiến giữa người lại quá. Ba cành gỗ như và bán nhân nó cùng cánh tình thế tên tránh nhau, mà ngay đường đây không lâu ghi vào tâm trí hằng sâu đáy lòng. Một ôm khen ra vùng cửa bắn, thấy một người gian dâm trang nghiêm, bên đường cơn bương lặng yên, trong đời ẩn sự an nhiên thanh nhàn. Ngài bước lại ôm tổ thầm mỏi, rằng tô anh là bài lẽ chỉ, biển này lấy láng đường gì, xin người lượng thứ tử bi đáp lời. Rằng mong tên của người tu tầm là mong lìa trói buộc nhân gian, diệt tan phiền não bùa ràng, khi thành chánh giác quyết tâm độ đời. Mấy câu nói đáp lời thái tử gợi đúng điều ấp ủ bấy lâu, đúng bao ai bảo để mà ngài như lời lại mắc đến ngài ung dung. Về hoàng cung tao còn thanh thường, xin đừng vua ban lượng ngài hà, cho ngài được phép xuất gia, nhưng vua tình phạn xót xa chối từ. Ngài đề nghị nếu như bốn viện ma thành hoàng giải quyết đường cho, thì ngài bỏ đi tu vui lòng ở lại những từ trị dân. Một là đường sáng thân trè mãi, ngay là thân công bền không đeo, ba là sự chết không vào, bốn là phiền nào khổ đeo không còn. Bốn viên ấy vô cùng gian khó, bởi xưa nay đã có bao giờ ở vua cha bồi rồi thận thở, không sao giải đáp cho vừa lòng con. Khi biết rõ con mình nghiêm chỉnh, nói ra lời ý định xuân trần, đứng vua tìm cánh cản ngăn, giờ cho thái tử đừng nắng ra ngoài. Để đón con cho ngày vui đòi, nhưng chẳng gì quay hòa cho ngôi ơi, một khi ngài quyết chí rồi, trên đời không để có người giữ chân. Giữa con thanh con thần mỹ nữ, quân linh tuần canh giữ ngoài trong, sao cơn vui vẻ tiền tụng, mỗi ngày mê mệt ta cùng ngủ sang. Đại tử quyết ra ngoài cùng cấm, toa ca gọi phòng vương vẫn vợ con, giả từ đời giống vàng tròn, cùng hậu gia nắng đi trong ra ngoài. Thêm mong tạm tháng ngày sao kinh, ngày mới vừa mới chín tuổi sanh, thầy trò phi ngõ vượt thành, vội vàng giống giá vắng mình trong đêm. Đêm đà giả cảnh hồn vinh vương giả, thầy tử vào núi thẳng rừng sâu, giọng lòng cầu đảo nhiễm màu, tìm được đoạn cõi gỗ đau buồn rằng. Ngài cầu ông ấy thiện sáng giới, không sợ hậu không cảm giác sáng ra, lá ra và ông đá ca, phải điều thừa nhận tính ca bằng mừng. Nhưng thái từ nhận chứng ra được, ai điên này có vườn khổ đau, quyết tự bỏ vào rừng sâu, giáo năm khổ hành dạy dầu tiếng xương. Ngài nghiêng
em con thường giải thoát, chẳng một điều chỉ khác để tâm đêm ngày bỏ ngủ quên ăn, một ôm kiệt sức ngã lăn bên rừng. Người dân cù bỗng nhấn qua tay bấy luôn tình sửa lấy hiện dân tình đã rời rõ lẽ rằng muốn tu phải giữ chân thân của mình. Thân về mạnh tinh thần minh mẫn, thân yêu kỳ đạo chẳng thành đâu, một khi sức lẫn dồi dào giúp tâm vượt thôi trần lao muộn phiền. Ngại đây rõ khổ hạnh vô hiệu quyết động thú để điều dừng đi và muộn khổ hạnh dâm nê đôi chân bao kẻ ưu mới làm đường. Người tu tầm phải nương trong đạo, không lợi dụng không bao ngược thân, uống ăn ơi nghỉ cẩn vân, con đường tuệ giác tỏ dần trong tâm. Dưới vô đề quyết chí thiện hành, nếu như đào cả gió anh dương tan tình ác mạng tình không đi. Ngài chuyên nhân hành trì chánh định, tâm chân thường thanh tình bàn tâm, đột nhiên đại ngộ còi lòng, bao nhiêu kiềm trước thải đồng sáng ra. Sanh tử đi rõ quá bao cõi, qua cửa rừng nỗi nỗi bao nơi, nửa đêm sáng được mắt trời đó thường muôn sự bao thời gần gian. Rõ ban thề người ta vô trù, đến đâu âm chân lộ tận thông, diện trừ ba tổng buồn ràng, nếu phiền lộ hoàn tiêu tan anh liền. Hoàn toàn giác như ngồi trên núi, nhìn thấy đời bên dưới trăm lưng, chúng sanh chìm đắm hai ta mà hận thù ngu muội và tăng tâm lành. Phật đang sanh để hành đại nguyện, độ chúng sanh phương tiện thần thông, từ bi trí tuệ không công, giúp cho tất cả tâm động như lai. Bốn ơn nặng ở đời quyết trả, dưới ba đường cứu khổ trầm luân, như lai quyết ở trần gian, diễn sẽ chánh pháp mở tâm muốn lời. Dũng phương tiên đồ đời trình tử, với mọi người tùy sự căn cơ, thoạt nhiên đồ bạn cùng tu, đó là nhóm kiều trần như năm người. Người bốn chân lý rằng người không bố, một là đời buồn có khổ đau, sinh già bệnh chết bấy lâu, đời là bị khổ ấy bao trùng trùng. Hai là hiểu nguyên nhân gây tạo, ai tham phiền não nhân gian, ba là ơn khổ niên bàn, bốn là canh thoáng buồn ràng khổ đau. Đường nhân chính cùng đâu tam nhanh, để viên thành quả tánh vô sanh, vô sanh bấn diện đạo thành, ra ngoài gõ não tự sinh lưng hồi. Nam vị này gia ngộ nhân duyên, trở thành đệ tử đầu tiên, xa gần cấm ni phận truyền pháp âm, bà la môn năm lâm vị ngộ. Ở lai cùng năm vị trưởng tiên, trở thành giáo chủ điện nghiện, anh đi giới lượng dự định công sai. Các vị này được ngài chỉ giáo, dần thân đi truyền đạo nơi nơi, đi vào những chốn xa xôi, cho người sáng tỏ cho đời hết mê. Phận hoa độ anh em ca diếm, dọn ngàn đệ tử quy y, nhớ lại hương đèn kỳ đi, ngài về vương gia đô trì đức vua. Sự nguyện âm xưa đã tỏa, vua cần
thân liền tịnh xa trộn lâm xây rồi thân vợ chứ tăng làm nơi thiên pháp sân trần độ sân thân giữa vị lộ trình đừng vẫn nơi vua ba tư nặng được thời nhân viên ngồi độ một người là tu đang đứng ngồi đi cao vô quyền quy lòng dạo bố thị thường giúp ngồi cùng thế cô đơn nên người hay gọi tên ông là cầm cô đồng lòng trong vị này vô ngô lòng kinh tính trọng vẫn trần tiếng chi bạn bàn của tiền quyết lòng mua cả quân viên ghi đà tay tự dẫn lên cung dường Phật quan hệ tan dường đến ở với ngàn hai trăm rồi tùy kheo lẽ này cho mấy thường kêu vượng cấm co đồng rừng cây kỳ đà đúng lắm mấy phần đà cứ ngộ nơi chúng tăng làm chỗ tu hành là nơi thiên pháp độ danh là nơi chúng ta tướng hành đại bi nghe vua cha đến kỳ bệnh năng phò xa từ muôn dặm về tâm bệnh giường thấy mặn vô thân nét buồn ẩn quan sẵn thân kém sinh vẫn điên dạng bài kinh ma nhãn lẽ vua thượng vua ngà gỗ đau nghe rồi gỗ não sạch lộ tâm nông đi nhét lo hiền vô sanh rồi thân tạng ba thân đã một không còn mang một chút vận vương ngày sau cái chân phụ vương mẹ nuôi từng vận vui đường xuân gian chào đó là hậu là con vẫn cùng nguyện tâm theo vận xuân gian vợ ngày gia du đà la bỏ đời vô quý làm tỳ kheo ni đơn vương ta tùy duyên phổ độ biên bao người tuân tự căn cơ người thân cùng với kẻ sơ kẻ thì giải thoát người thì lãng mạn thì vương tiền đứng hành cảm hóa dẫn dắt người xấu giả thành ngay tình đường trí tuệ đồng bài người mù thì các cũng đều độ qua như đề bà đảng đa đó kỳ con được ngày tỏa ký phận thân anh chàng vô nào sáng nhân cũng nhờ phân tổ ân cần quý hay con vội dạy ngủ dĩ mê môi ơi cũng nghe lời giam mọi đeo chân vua xa thấy nhận tâm diễn ra nhớ vẫn ngăn nắng làm lành phở răng nhang cho làm vương tiện toàn cho là cụ cánh xưa nay nhớ đừng làm lẫn ngón tay ngỡ là trăng tỏ bề mây khuất mà vẫn răng dù chẳng như vần riêng ngón tay là giáo trí kinh văn mượn tay đề đầy đường trăng chớ cho tay trỏ là trăng mà lầm như thấy dòi rõ nguồn cơn bệnh tùy bệnh tinh mà định thua thang thông minh ngô độ nghèo sang pháp môn quả độ phận ban chân đồng sự minh đang điểm gió đang quỷ trong tình thần giáo lý như lai giáo nghèo nam nữ không ai đây điều bình đẳng tỏ bài giảng trong rằng mau đỏ đau phân giai cam vì mặn thì nước mặn ấy hơn mọi người tên vợ sạch mâm khả năng gia cổ ngang bằng càng chim trời ngày có hề vân biển nhận cả người hạ liền dưỡng gia u ba ly trước bốn là thờ cạo dài ngắm nào ra thứ gì nhân tô tâm kiên trì chân đạt nói
danh về giới đức nghiêm minh, lại còn quả thanh viên thanh, quả là hiếm có thân tình quỷ thay. Như sen giữa vùng lầy nương bẩn, hoa tươi hồng vân hoàng ngưỡng đó ma giữ đời bể khổ đang đứng trên hàng vào vai tư phương sinh thành. Tam chúng tôi bỏ thân đàn hết nhiệm vụ trọn vó chúng ra đi, hoàn thành đại nguyên từ bi xa đời trần lì đà vi độ sanh. Gọi đang một phần giảng đạo đó đây viên mãn cả rồi, nguyện xưa nay đã trọn lời 4.000 đệ tử nhiều người vô sanh. Họ có thể thần ảnh giao quê tim pháp lành chuyển ba nơi nơi vô thường xâm đến nơi rồi thân ta cũng xâm đến hồi tiểu tên. Nhân như xe tàn giả cõi trướng mượn dùng đau rồi đó đây tạm dùng cho pháp bay nay xong rồi còn tiếng đấng này mà chi. Đã đến luôn ra đi thanh thang, đã đến hồi hên vương trần gian, tinh truyền nhậm diệt vừa ban, 4.000 đệ tư bàn hoàng thiên tên. Có tu ban đà la tám chủng, để liền xin được thương gian, được hồi nhậm diễn ấy mà vẫn còn mà đó ông đà vũ sanh. Các đệ tử vơi về cho kịp, chỉ văn ngày ca dịp xa thôi, mọi người đông độ ca rồi phân liền vô chung ban lời ra đi. Nhưng ý ban trở về cả nhiếp, giới luật coi muôn kiếp như thầy, mỗi cái nêu lại một câu, chính tôi nghe được như vậy đầu kinh. Xa lời Phật chia thành tam khỏi, mỗi phần dành gửi tới một vua, gọi là nhớ chung duyên xưa, tặng điều cho tam vị vua to lòng. Dẫu vần cùng giường bỏ động, phải chính mình tự tấp mà đi, nương theo văn pháp thành trì, tư mình giải pháp ra lìa tự sanh. Chớ cho vẫn hoàn hạnh tâm trí, mọi sự đời chẳng quy mãi mây, sang tận tan rè có ngại, niên bàn an lạc xưa nay trường tồn. Mọi điều đã chung ngôn chân thần, vẫn ngăn lòng tự biện nhận giác, hoa rừng mùa giấc huy hoàng rải lên đụng kinh nắng vàng yên ơi. Chim sao sạc lưng trời quên tiền, vàng vẫn đường vô luyện mới đi, đau buồn tại phong biển ly, sáng tận càng buồn mộng khi vô thường. Thường chính năm con đường hoàng phá ma gặm kinh thành làng mà đường đi, gieo rầy hạt giống từ bi ra thành lệ dòng tâm trí bao người. Nhờ trí tuệ ràng ngời soi sáng, khiến bao người thoát nạn lầm than, thâm nhân cam cả nhân gian, bổn tâm rộng mở tinh thần sáng ra. Vâng nói như sư tự rốt, tu không loài ở nơi sợ ai, như là giọng biển đêm ngày vang rền tiếng vây gọi ai cũng tròn. Phật chỉ rõ con đường hạnh phúc, phải tự mình tâm tuôn mà đi, dạy rảnh phương tuôn trị vì uống ngày không uống vị trí tự mình. Như biên cả mình mong vô hàng vô chi tận bị mặn mà tôi cũng gọi rữ pháp Như Lai một mùa giải toán xa từ tự sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quán Tự Tại Đừng Hạnh Trí Tuệ Ba Nhã Ba La Mật Sa Ngời. Bây giờ Bồ Tát Quán cho thấy rằng năm muốn ba đời đều không. Phật Tăng Ca Các Phật Còn Anh hãy nghe này trả lời Phật Công. Sáng nào có khác gì không? Không nào khác xa xa không vọng động. Ca Hổ Thường Thường Hành Cũng Đế Thánh Nhân Còn Các Quá Viên Thành Đầy Điều Dặn Duyên Dặn Thánh Dặn Dặn Sanh Dặn Thánh Dặn Gì. Trong chân công chân có sáng chẳng lọ tương hành lửa trong không mang tay mọi lợi ý thần sang thanh về sông ba mượn công còn ngọn nhân đương đinh còn nghĩ thân không có minh hoàng vô minh không điều giả cho chúng sanh hình dạng tranh tận tình cũng không. Không trí tuệ cũng không chứng đáng, bởi có gì là chỗ đáng đau. Bây lo Bồ Tát vừa vào trí ba la mừng tầm sao thân. Mỗi dương ngày quảng mình tán biến, mỗi biển đều dần hiện quảng kinh. Ra liệt mong đường đạo riêng, niết bàn rương rau an nhiên thanh nhàn. Ba nhà ngay rõ ràng trí tuệ mà ba đời chứ Phật nương vào chân thành và giác tôi cao nên sang ba nhà tâm cho đó là lời thần chú sâu xa bằng những lời chủ thần nương mừng quang minh chủ thần cao cả nên là lời thần chú thần tình cao siêu trở nhân thân môi đều táo khổ đúng như vậy muốn thở không say nghe liền tiếng nói chỗ này để người trẻ niệm sáng bài chân tâm các bạn lật trang 40. Đệ tử hôm nay gặp ngài Phật Đản mồm dạ vui mừng cúi đầu đảnh lễ. Thầy tiêu xa đoạn tam sân chậm ngãn quên ăn đường về tình này si mê tổ trong lũng đạo. Cây viên nào nghe ba bảo không cùng nay nhớ vẫn tổ nắng nhưng vô lòng đường giòn không nở dính linh tiêu vương. Nàng kiếm lưng ơi đêm dài tâm tôi đuôn tề rạng soi nguyện cố muôn loài pháp dùng phương tiện ta ba thì hiện thân dùng nọ danh lành ma gia mong ứng hiện lành vua tinh vạn vương sanh con thảo. Mười hai tường hào vừa 19 tuổi xuân lòng tự ái cận tường chí xuân trần hòa minh phản nguyện đánh tìm loài xứng gia sao
chân nghiêm đến liên tòa chứng thành đạo hòa hạng vương ma bên ba cõi đều dạy tiên hoàng nghênh muôn vận tại nhờ ơn thế độ chúng con nguyện bỏ linh gây khổ ông đòi đừng tánh quang minh gọi chính phần độ nhân thành từ bi giá hộ chúng con và pháp giới chúng sanh trong thành vận quả nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một nguyện kính lễ Như Lai nguyện trừng tăng công dạy Thế Tôn, ba nguyện tu phương cùng dường, bốn nguyện sám hối nghiệp phương tội trần, năm nguyện tỷ nghi công, ta nguyện định truyền pháp luân độ đời, bảy nguyện định phần ở đời, tam nguyện ngẫu vấn cho người tâm linh, chánh nguyện quang toàn chúng sanh, mười nguyện hồi hướng vương lên khắp nơi, tụng kinh la hành tôn lành, vô biên vương đứng sẵn dành chúng sanh, nguyện cho tất cả hàm linh, thấy điều to ngộ phẩm kinh diệu huyền. Nguyện điều ba chương nào huyền, được ngôn trí tuệ bác xuyên vô minh, nguyện trừ tội dương điếu lên, anh thành Bồ Tát thượng tinh tân làm, nguyện đem công đức hiện tiền, hướng về cấm phá các miền gần xa, con bà cha mẹ con bà chúng sanh gia khổ chẳng hòa pháp tân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phục nguyện thường chúc Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân thường truyền, phong điều võ thuận quốc thới dân an, thế giới hòa bình chúng sanh an lạc. Mâm hoa mà làm lại nở mùa xuân, cây giác trộ hầu tháng hạ, tái hiện đạo tràng pháp hoa, bát nhà dựng lại phương đẳng A Hàm. Tăng môn thờ Thế Tôn, rạng rỡ tông môn Cha Diệp. Chúng con nguyện công đức này hồi hướng nguyện ơn trên mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, quang giang đạo tràng từ thị minh chứng gia hộ, hiện tiền nam nữ Phật tử tu tập ngày hôm nay được an lành trong chánh pháp, tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu ách tai trừ, thiện căn tăng trưởng, phước huệ trang nghiêm, sở nguyện tỳ tâm các tường như ấy. Chúng con nguyện phải sạch não phiền, trau dồi tuệ giác, học sao trung đạo tu hạnh nhất thừa, phổ nguyện cả trăm họ bỏ tà quy chánh, suốt bốn phàm dẹp thánh siêu phàm, mọi việc phước thiện thảy nói làm, tất cả chúng sanh đều thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.
chi viên thành, có tất cả chúng sanh giác phát tâm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu.